nghệ sĩ hái hình. Duyên phận. Dạ. Nghệ sĩ hái hình. Diễn nãy giờ trong mấy cô chú lớn phải không? Dạ, tại nay ngày nhà. Dạ, ngày giỗ tổ nên là anh đến thắp hương. Đến thắp hương cho những cô chú nghệ sĩ gạo cội ở Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương, cô chú anh chị. Dạ em chào anh. Ôi cái dù này nó thấp quá. Năm đẹp nhất trong đây luôn á. Trời ơi, hai bên hai con rồng kìa, trời ơi, bàn thờ với lại nhang đèn qua này, trời ơi. Anh là nhất ở đây đó. Bằng tuổi anh hai chung luôn. Rồi. Dỗ tổ ghé thăm anh với lại các cô các bác các chú ở đây. Tao phụ hộ cho đàn em đàn cháu nha. Anh đi qua hấp hương cho cô Hanh Kim Huệ. Kiều, nghệ sĩ Lê Văn Tám. Thêm nhiều cái phần lên.
năm giỗ tổ đều về đây. Dạ. Năm ngoái cũng có gặp một số người ở đây, không biết là có mấy anh chị không? Dạ. Năm ngoái về đây lúc mà anh Năm mới về đây nằm á, là năm ngoái người ta còn đông lắm. Dạ. Tại tụi em ở đây cũng gần 2 năm rồi. Thì anh đang thắp hương cho chú này xa. Duyên phận. Bài đó rất là hay nha cô chú anh chị. Dạ, bên đó là còn cũng có nhạc sĩ từ bên đó, Hoàng Trang. Nhạc sĩ Hoàng Trang. Nhạc sĩ Hoàng Trang. Dạ, chú Năm Hùng đây nè. Dạ, chưa hấp. Nhà đây. Chú Năm Hùng, ba của cô Hành Thanh Tâm. Thì là năm nào anh cũng đến đây để thắp hương cho những cô chú anh chị nghệ sĩ trong nghề. Chú anh Tú của chú anh chị đầu tiên đọc Phật nên là mình không hiểu ha. Bình Chúa tới đây thì Hiển Tiên cũng xin phép được khép lại cái video này.
chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa hoặc là nhiều niềm vui. Vì Hiển Thiên sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo.